Trong vụ tai nạn xe bồn gây ra vào ngày 25 tháng 10 khiến sản phụ tử vong tại chỗ, may mắn là cháu bé sơ sinh đã được cứu sống kịp thời và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Còn người cha sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện An Giang đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng tương đối ổn định. Tuy nhiên cả cháu bé và người cha đều bị mất một chân và sẽ phải lắp chân giả, ghi nhận của phóng viên VTC14. Sau 2 ngày xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Văn Nam được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã tiến hành những bước kiểm tra cần thiết. Tuy nhiên, không có dấu hiệu tràn dịch màng phổi hay có dịch trong ổ bụng. Sau tai nạn, chân phải của anh đã được phẫu thuật tháo bỏ. Đây cũng là tình trạng mà con trai anh đang gặp phải. Và lắp chân giả là phương án mà hai cha con sẽ được áp dụng. Sau khi mà bệnh nhân đã mọi thứ ổn định rồi, cái vết thương ổn thì chúng ta sẽ khoa sẽ khâu lại cái vết thương, đóng da lại. Sau khi lành da thì để cái mỏng cuộc ổn định khoảng một tháng sau thì mình sẽ đến mình khám ở những cái nơi mà người ta làm chân tay giả đó, người ta sẽ đo kích thước rồi người ta sẽ nói cho bệnh nhân biết cái chủng loại nào đó để bệnh nhân chọn lựa rồi sẽ lắp cho bệnh nhân. Tất cả những gì còn nhớ lúc này lại là những ký ức đáng quên nhất. Tôi cũng dằn ra mà cán cái chân của tôi, còn con tôi thì dằn cách xa khoảng 6-7 mét. Cái chân của con tôi nó gãy ra luôn. Tôi thấy kêu bà con cứu mà không ai cứu được. Trong khi đó, cháu bé đang được theo dõi tại khu chuyên sâu sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Với tình trạng tổn thương nặng, ngày hôm nay bé vẫn phải thở máy. Các bác sĩ vẫn chưa thể nói trước được điều gì về tiến triển sức khỏe của cháu bé kém may mắn này. Trường hợp cháu bé bị đa chấn thương khi chưa ra đời, sinh ra quá nhanh, rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến phổi.